Bắt ong vò vẽ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh Ba Trung, người thợ có hơn 10 năm săn ong, vẫn chinh phục được ong vò vẽ theo cách mà người yếu tìm không thể nào làm được, đó là lấy cả tổ ong mà không cần dùng lửa đốt chết con già. Chuẩn bị cho một chuyến đi hốt của ong vậy thì mình phải chuẩn bị tất cả là những dụng cụ gì anh Trung? Thứ nhất là cái điểm bao tay, đồ xong rồi mang kiếng, để thợ nó đáng mắt xuống lắm, dạ. Đáng mắt là mình không thấy đường, ngày đó mình không đi được luôn á. Cái năm màu nước mà nó cao á là ông vẽ nó cao, còn nước thấp là ông vẽ nó thấp. Mình đi nhìn thấy con ong mà nó lên xuống, ong sẹt nó lên xuống, nó sẹt thấy trơn ở mắt mình sáng mình thấy. Thường là cái tổ ong mà cái khoảng thời gian nó được bao lâu thì mình mới khai thác nó được anh Trung? Thường thường á là từ ngày thấy nó phát hiện nó đóng bằng cái chén ha. Dạ. Là mình canh khoảng 3 tháng bắt mới được. Là nó khoảng 3 tuần. Một tháng nó thấy được 1 tuần. Dạ. Đó là ổ ong đang giờ nằm trong đó đó. Dạ. Nó nằm sát đó, nó nằm dưới cái cục gắn đó đó. Con ong này là mình gần nó, mình thấy ổ là nó quấn á. Tại nó có mùi, ong vẽ này quấn là nó nhức dữ lắm. Thưa quý vị, như vậy là anh Ba Trung đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng để hốt ổ ong vò vẽ. Còn Minh Thiện thì chắc phải đứng từ xa quan sát thôi. Bởi vì như anh Trung chia sẻ thì ong vò vẽ là một trong những loại ong rất là nguy hiểm. Câu chuyện về những kinh nghiệm của nghề săn ong tạm khép lại khi bộ đồ theo kiểu phi hành gia đã được anh Ba Trung chuẩn bị hoàn tất, và những giây phút được chúng tôi chờ đợi nhất cũng bắt đầu. Khi phát hiện tổ bị đe dọa, ong vò vẽ kéo nhau cùng tấn công theo đàn. Chúng lần theo hơi thở hoặc mùi cơ thể của người đi lấy tổ mà tấn công. Với những người bình thường, chỉ cần vài vết ong đánh là cũng đủ bị sốt. Nếu bị ong đánh nhiều, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không cần dùng lửa hay bất kỳ một loại hóa chất nào làm tổn hại tới bầy ong, nhưng nhờ có bộ đồ bảo hộ, sau chừng 5 phút, số nhộng ong đã được anh Ba Trung lấy ra khỏi tổ. Nhộng ong vò vẽ có thể chế biến được nhiều món ngon và nó trở thành một món đặc sản có từ thời khẩn hoang cho đến nay. Bắt ong theo cách này rất nguy hiểm nhưng anh Ba Trung vẫn chọn làm vì số ong già còn lại sẽ tiếp tục sinh sản, tái đàn cho những mùa sau.